Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm thời gian ngày 31 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 568 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô lượng thọ kim dài Trang 749 Hàng thứ nhất Thiết nhập đại quả Thiết là giả thiết Giả sử vì cầu Pháp câu này rất quan trọng là vì cầu pháp không phải vì việc gì khác thân nhập đại quả cũng không nên nghi ngờ hối hận đây là ví dụ pháp nạn Ngạn ngữ thường nói Việc tốt thường hay gặp trắc trở Trắc trở nghĩa là khiến cho khổ sở Học Phật Đặc biệt là học tịnh độ Học tịnh độ Còn quyết định phải giảng sanh thân cận Phật A-di-đà Đây là việc tốt bậc nhất Trong thị xuất thế gian không có gì tốt hơn điều này Quý vị làm việc tốt này Không ai gây phiền phức ư Không thể Thế gian làm một chút việc tốt Đều có đố kỵ chứa ngại Vậy điều tốt đẹp lớn lao này Ai gây phiền phức cho quý vị Thiên ma ngoại đạo Vì họ biết Họ muốn cầu cũng không cầu được Bây giờ thấy ta đi con đường này Họ luôn nghĩ cách để cản trở Phá hoại chúng ta Lý này Sự này Chúng ta lãnh hội không khó Cái gọi là Người đồng với tâm này Tâm đồng với lý này Lý này là gì? Chính là đố kỵ chướng ngại Bản thân họ không làm Cũng không hy vọng quý vị làm Quý vị làm chơi thì không sao họ Ở bên cạnh cười nhạo quý vị coi như làm thật Họ nhất định định gây phiền phức Thiết nhập đại quả Đây là một thiên tài lớn nhất quả này không phải là quả bình thường là kiếp quả kiếp quả này là gì trong vũ trụ tinh hệ này bị đốt cháy trong đại thừa nói thế giới có thành trụ hoại không Sao cùng của hoại kiếp vì sao biến thành không Toàn bộ thế giới Toàn bộ tinh hệ Đều bị quỷ gì Chúng ta biết Mặt trời là quả cầu Giới khoa học nói rằng Tất cả hàng tinh giữa vũ trụ Toàn là quả cầu Tinh cầu không có quả Đa phần là hành tinh Chạy quanh đại hành tinh này Mặt trời Có tám đại hành tinh Xoay quanh mặt trời Tiểu hành tinh không điểm xí Vì nó quá nhiều hành tinh nhỏ nhất đường kính của nó chỉ có mấy cây số ba bốn cây số năm sáu cây số quả thật giống như một đảo nhỏ vậy nó ở trong hư không nó cũng là một hành tinh nó cũng có tự xoay cũng có xoay quanh nhưng Đến khi một tinh hệ quỷ diệt Liền thấy được lửa lớn Trong kinh nói là kiếp quả Trong kinh nói quả này Đốt phạm vi bao nhiêu Quả tai này đốt đến Trời sơ thiền Hay nói cách khác Toàn bộ lục đạo không còn Quỷ diệt hết Quỷ tài Có thể ngập đến trời nhĩ thiền Đây gọi là đại tam tai Phong tai có thể phá hoại trời tam thiền Tứ thiền thì không sao Tứ thiền gọi là phước thiên Phước bao lớn Vì sao nó có phước bao lớn Vì nó không có tam tai nạn này Phải tu phước báo lớn chừng nào mới có thể xoay đến trời tứ thiện Tu phước báo lớn còn phải tu thiền định Tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng Nhưng ở đây cho ta biết một tin tức Điều này chúng ta cần phải lãnh hội tường tận chúng ta nghĩ vì sao tứ thiền không gặp tam tai vì sao có phước báo lớn như vậy ngoài tu phước ra tâm còn phải định không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc Nguyên lý chính là đây. Nếu chúng ta hiểu được, xuyên ngang học tập những điều này, vậy thì những thiên tai trên địa cầu này chắc chắn có thể tránh được. Không phải cố ý tránh, tự nhiên không còn. Nơi chúng ta ở bốn phía có thiên tai, ở chỗ chúng ta không có. Ở Úc Châu Tôi nghe nói có điều này xảy ra Là đạo tràng nhỏ Của một vị tỳ kheo ni Trong đó có một hai người ở Nơi này ngày nào cũng niệm Phật lấy Phật Nơi cô ở là thôn quê Ở trong khu rừng Gặp phải nạn cháy rừng Tất cả nhà cửa trong rừng đều cháy hết Chỉ đạo tràng nhỏ này của cô không bị cháy Kỳ lạ Xung quanh đều là lửa Chỉ có đảo tràng này không cháy à, Truyền thông đến phỏng vấn cô ấy Cô ấy đến đồ văn bà thăm tôi Và nói cho tôi nghe vấn đề này à, Nhìn không ra cô ta có công phu tu hành gì tuyệt diệu không nhận ra ừ. Vì sao lại có kỳ tích này Chúng ta tin sự thị hiện của Phật Bồ Tát Thần Hộ Pháp Chỉ cần ta có một chút công phu nhỏ Liền có thể được cảm ứng Cảm ứng này ý nghĩa lớn nhất Không phải quý vị Là khiến đại chúng xã hội Từ chỗ này nhận ra được khai thị Công đức này rất lớn Chúng ta tin rằng công đức này là Phật Bồ Tát Là thần hộ Pháp làm ra Đồng thời cũng động viên hai vị tỳ kheo ni này Phải tìm tận nỗ lực niệm Phật tu hành Ta đạt được cảm ứng nhỏ Tương lai còn có lớn Thiên tai lớn cũng không cần phải sợ Thật tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đại thiên tai đến Chúng sanh không có phước báo này Phật A Di Đà liền tiếp dẫn quý vị đến thế giới cực lạ Chúng sanh còn phước báo Ngài sẽ để quý vị lại thế gian Khiến quý vị tiếp tục làm gương cho mọi người nói theo Hiện nay thuyết pháp Nói cho người ta nghe Người ta không tin Nhưng thấy kỳ tích này Họ không thể không cảm động Nếu kỳ tích này thường xuất hiện Khắp nơi có thiên tài Khắp nơi đều phát sinh điều này Họ sẽ cố gắng tư duy Cần phải hành thiện Phải tích đức Thế gian Vinh hoa phú quý Địa vị quyền lực Của cải quy thị Tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ Mà có thể đạt được Không phải Sao lại đạt được số mạng có bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ người thông minh hơn ta có rất nhiều người có trí tuệ hơn ta rất nhiều người có phước báo có quyền thế hơn ta cũng không ít Biết dùng phương pháp Họ không thua gì ta Vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả Không có số này Bởi vậy Ngạn ngữ nói rằng Nhất sanh giai thị mạng Bán điểm bất do nhân Câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm Nếu nói không có đạo lý Sao có thể truyền bá phổ biến như vậy? Không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói Mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội Vẫn còn rất nhiều người ngoài đến Vậy nó không phải không có đạo lý Đạo lý của nó quá sâu Quá di diệu Không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được Số mạng họ từ đâu mà có Vì sao số mạng họ có Số mạng tôi không có Vấn đề này phật pháp nói rất thấu trị trong đời quá khứ người ta có tu có câu trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu chúng ta không trồng sao có thể đạt được trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần Chúng ta không trồng trọ Không thể có thu hoạch Đây là đạo lý nhất định Phước bao lớn nhất của nhân gian Là đế dương Đế dương không đơn giản Đế dương của các triều đại Thông thường đều có thể truyền định Mười mấy hai mươi mấy đời à, Truyền mấy trăm năm Quý vị biết tổ tông đó Tích đức lớn biết bao Tích đức biết bao nhiêu đời Chúng ta quay đầu lại xem những gì trong bộ kinh này nói sau khi Phật A-di-đà phát nguyện Liền tu hành tích lũy công đức Tích bao lâu? Năm chí à, Trong ngàn ngữ nói Một vị đế dương ít nhất là Trên mười đời Mười đời Mười đời tích lũy công đức mới có phước báo lớn như vậy đây là bình thường nếu đất nước có ảnh hưởng mấy trăm năm truyền tông hai ba mươi đời vậy thì mười đời đó chưa đủ Truyền thừa của các triều đại Trung Quốc Nhiều nhất là nhà Chu Nhà Chu truyền hơn 30 đời Hành thang truyền 31 đời Hình như nhà Chu truyền 36 đời Hơn 800 năm Tổ tôn của họ tích đức lớn biết chừng nào Chúng ta tin rằng Đức Đức chưa đến 20 đời Họ không thể có phước báo lớn như vậy Ba vợ của phụ thân khổng tử gả con gái cho phụ thân khổng tử Phụ thân khổng tử là bình dân mà con gái vô cùng ưu tú vì sao gả cho ông ông ta thấy năm đời trước của khổng gia thành thiện tích đức ông ta phản đoán gia tộc này nhất định xuất nhân tài đem con gái gả cho ông gia sanh khổng tử cổ nhân tin những điều này Hiểu những đạo lý này Nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài Có thể duy trì được ba đời là không tệ Hiện nay chúng ta thì bao nhiêu nhà giàu mới nổi Đến đời thứ hai là không còn Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản Quá nhiều Công ty đóng cửa phá sản Nghĩa là một đời cũng không giữ được Đây là gì? Có đức mà thiếu phước Họ đã làm gì tốt tích lũy công đức Nhưng quá mỏng không vậy Phải đức trọng mới gánh giác được trách nhiệm Bởi thì chúng ta xem Phật A-di-đà Lúc tỳ kheo pháp tạng ở nơi nhân địa Phát 48 nguyện Tu hành năm kiếp Đức này dày biết bao Ở thế giới ta bà Một người cũng không tìm được Thế giới ta bà này của chúng ta Tích 10 đời 20 đời là rất khó Không dễ Tì kheo pháp tạng hành thiện tích đức năm kiếp đây là năm đại kiếp công đức thành tựu nên thế giới cực lạc bởi vậy thế giới cực lạc là tu mà được chúng ta có phần chăng có phần vì sao vậy phật a di đà với chúng ta là nhất thể ngày tu chúng ta hưởng lợi nhất thể Nhưng chúng ta phải đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức mới tương ưng với Ngài Ngài thanh tựu nằm khi Nhất niệm của chúng ta liền tương ưng Vậy là nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm, niệm Phật Hiểu rõ ràng minh bạch những điều này Quý vị sẽ không hoài nghi Đối với thế giới cực lạ Cũng không hoài nghi Đối với việc bản thân niệm Phật Nhất định dạng sẵn Chúng ta không có nghi Không có hối hận Trong đó có sự gian nan Là điều tất nhiên Thời đại này 300 năm gần đây Chúng ta đều bị ảnh hưởng của khoa học Khoa học ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là gì? Hoài nghi Khoa học thì nên dùng hoài nghi Nhưng không thể hoài nghi thánh nhân thánh học Không thể hoài nghi Phật học Vì sao vậy? Nó là cảnh giới thân chứng Thân chứng này là chứng đắc viên mãn Không phải cục bộ Cổ Sinh, thánh Sinh, tiên Sinh, hiền chư phật Phát. bồ tát nói rất hay quý Dì... vị có thể chứng được không à, phải không thể chứng được à, vì sao vậy sánh đức diễn hàng Đánh. bất biến bất sanh bất diệt quả thật là dạng thần. đức dạng năng chỉ là phàm phu có chướng ngại đã cản trở nó không thể hiển tiền Khiến ta không được lợi ích vì mê muội thật ra bây giờ chúng ta đã hiểu cũng được lợi ích nhưng được lợi ích tiêu cực cổ nhân nói về bác quái Nhất âm nhất dương gọi là đạo à, Con đường chư Phật thay thay Bồ Tát đi là mặt sáng thay Nên họ đạt tính được tính là lợi ích chính đáng Khi chúng ta mê Nên đi con đường tiêu cực Đi con đường tối Nên đạt được tác dụng tiêu cực Đều không tách rời đạo. đạo Một âm một dương gọi là đạo Dương đạo. là giác ừ. Âm là mê Cho nên chỉ cần chúng ta quay đầu Phật Pháp thường nói quay đầu là bờ Vừa quay đầu Liền hướng đến ánh sáng Không quay đầu là quay lưng về ánh sáng Ánh sáng ở bên đó Quay đầu lại là chúng ta đối diện với ánh sáng Đối <laughs> diện với ánh sáng Tức là đạt được tất cả những lợi ích chính đáng Quay lưng với ánh sáng Lợi ích đạt được là tà khí Chính là đạo lý này Ngày nay chúng ta cầu Pháp Cầu Phật Pháp Cầu Pháp Thánh Hiền Cầu Danh Pháp Mà thân nhập đại hòa Nghĩa là gặp chướng nạn đến dây dò chúng ta Thật ra sự khó khăn này cũng là tiêu nghiệp chướng của chúng ta Chúng ta dứt bỏ tánh đức Chính là quay lưng về ánh sáng Tạo biết bao nhiêu tội nghiệp Những chướng ngại này Những thiên tai này Không phải thay chúng ta tiêu nghiệp chướng sao Nếu chúng ta nghĩ như vậy Tất cả những thiên tai nghiệp chướng Chúng ta đều cam tâm tình nguyện để gánh giá Không ngoán trời Không trách đất Rất quan hỷ Trong lúc chúng ta gánh chịu thiên tai Không quên niệm Phật Thiên tai này sẽ tiêu diệt rất nhanh Chúng ta có ý muốn tiêu tai miễn nạn Phật hiệu gia trì Giúp chúng ta rực lượng Dùng tâm thanh tịnh Bình đẳng giác niệm Phật Niệm một câu Phật hiệu Tiêu tội nặng sanh tử của 80 ước kiếp bởi thế là việc tốt không phải việc xấu ở đây đức phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta không nên nghi hối không nên hoài nghi không nên hối hận như lúc di đà ở nhân địa dũng cảm giống như tỳ kheo pháp tạng vậy mặc dù thân sống trong các khổ đây cũng là giả thiết mặc dù đều là giả thiết thân thể chúng ta ở đâu ở trong các điều khổ tam đồ lục đạo là trong các điều khổ tâm nguyện vẫn như vậy diễn diện bậc thoại chúng ta phát nguyện hướng thiện phát nguyện hành thiện phát nguyện học phật học bồ tát phát nguyện phải thành phật thành bồ tát tôm này diễm diễn không thoái chuyện bất luận thiên tai khốn khổ như thế nào không bị nó ảnh hưởng Trước sau đều tin sâu nguyện thiết Giải thích hai chữ này Như thế nào gọi là tin sâu Như thế nào gọi là nguyện thiết Chúng ta thật sự làm được Gọi là tin sâu Thật sự không thoái chuyển Gọi là nguyện thiết Thiên gian bên dưới Hà Dị Cố Đây là Đức Thế Tôn đặt ra một câu hỏi Vì sao vậy? Hà Dị Cố tức là vì sao vậy? Là lời Đức Thế Tôn tự hỏi Đức Thế Tôn giải thích cho chúng ta Sâu thêm một bước nữa Bên dưới tức từ hai mặt chánh và phản Để giải thích ý này Sâu rõ ý này Thứ nhất là nói từ chánh diện Như Bồ Tát giảng sanh phẩm Phẩm thứ 42 chúng ta đã đọc qua Trong này nói Các con Vô lượng vô số mười phương thế giới Các các chúng Bồ Tát Đều cầu pháp môn diệu này Tôn trọng lắng nghe Tiếng thọ phụng hành đều sanh cực lạc Các con Là vô lượng vô số Bồ Tát Trong quả nước chư Phật khắp mười phương thế giới Các con là những người này Bao gồm Bồ Tát Đằng Giác Cho định Chúng sanh trong Tam Đồ Đều cầu Pháp môn Di Diệu này Chúng sanh khổ như vậy đoạn tiền não thành phật đạo khó như vậy đức phật có pháp môn nào đơn giản giúp chúng ta khiến chúng ta đều thành tựu chăng ý niệm này tôi tin rất nhiều người đều có Thời gian tôi theo thầy Phương học không dài Đại khai chỉ có 3-4 tháng Thầy dạy triết học Phật giáo cho tôi tôi mới biết phật giáo không phải mê tín phật giáo có đạo lý rất thâm sâu có học vấn rất thâm sâu tôi quen thầy phương là vào mùa xuân Tôi nhớ năm đó vào khoảng tháng 2, tháng 3 Còn quen đại sư trương gia là khoảng tháng 6, tháng 7 mùa thu Lần đầu tiên tôi gặp đại sư trương gia Đã khởi lên ý niệm này Đưa vấn đề này ra thịnh giáo đại sư thầy phương nói với con về triết học Phật giáo, con biết kim Phật hay Phật pháp cao siêu. Trong Phật pháp có phương pháp nào đơn giản, dễ dàng, khiến chúng ta lập tức có thể kế nhập cảnh giới chăng? tôi đã hỏi như vậy rất giống với ý này tôi đưa ra câu hỏi này đại sư chương gia nhìn tôi tôi cũng nhìn đại sư đợi ông khai thị lúc đó vẫn chưa hiểu như thế nào gọi là khai thị đợi ông trả lời đợi bao lâu đợi nửa tiếng đồng hồ hai người chúng tôi người này nhìn người kia không nói câu nào hơn nửa tiếng như vậy ông chỉ nói một chữ có chữ có của đại sư khiến tinh thần tôi thật phân chân nhưng đại sư không nói câu nào nữa Dừng khoảng 6-7 phút Cũng không lâu lắm Lại nói với tôi Nhìn thấu buông được Phải mười mấy năm sau Tôi hồi tưởng lại trường hợp lúc đó Không phải là rất đơn giản ư ừ. Vì sao đại sư không trả lời Lại cần thời gian dài như vậy Do đó tôi lãnh hội được Chúng ta còn trẻ Tâm tánh nông nổi Nên hỏi câu hỏi này Đại sư nhìn tôi nhất định Phải làm cho tập khí nông nổi này định lại Đại sư mới nói Vì sao vậy? Vì sao tôi hiểu tâm nông nổi? Vậy là vào tay phải ra tay trái nói cũng vô dụng nghĩa là không có tâm chân thành cung kính đưa ra câu hỏi giống như trò đùa vậy nói rồi quý vị không có ấn tượng phương pháp của ông chỉ một động tác như vậy khiến chúng tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc cuộc đời này của chúng tôi tỉnh giáo biết bao nhiêu cao nhân xưa nay chưa có ai giống như đại sư chương gia nói một chữ có chúng tôi đã động tâm động rất dữ dội nhưng ông không nói gì Chúng ta tiếp tục trấn tĩnh khi hoàn toàn trấn tĩnh mới nói với chúng ta Nói với tôi sáu chữ Nhìn phải thấu buông phải được Tập khí chúng ta rất nặng Không có định công Sau khi nghe xong Giống như là đã hiểu Giống như hiểu mà không hiểu Lập tức tôi lại hỏi câu thứ hai Nên bắt đầu từ đâu Hiện như hai câu này tôi hiểu được một chút Con nên bắt đầu từ đâu Bắt đầu bằng cách nào đại sư cười cười nói với tôi ông nói chuyện rất chậm động tác cũng rất chậm bố thị đây là lần gặp đầu tiên tuần thứ hai đại sư lại tìm tôi sau đó liền biến thành thói quen mỗi tuần đều đến thăm đại sư ông dùng một hai tiếng nếu không có việc gì đại sư dùng hai tiếng nếu có gì thì một tiếng Nhất định cho tôi thời gian này Tuần thứ hai đến Đại sư dạy tôi Dạy cho tôi về ba loại bố thị Tài thí, pháp thí, vô ủy thị Tôi mới quá nhiên đại ngộ Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo Đều là tiền định Đời trước quý vị có tu bố thí chăng Đời trước tu tài bố thí Đời này được giàu có Tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ Tu vô ý bố thí được mạnh khỏe trường thọ Chính là như vậy Như vậy mới biết đây gọi là vận mệnh Giận mệnh không phải thần cho vận mệnh không phải là thượng đế cho Cũng không phải là diêm la vương cho Mà chính là tu được Tự mình tu tự mình hưởng thụ Tu thiện được phước Tu bất thiện gặp tai họa Toàn là tự làm tự chịu Đều là do chính ta sắp Không phải do người khác sắp đặt Bản thân không biết Phật biết tất cả sự tao ngộ trong đời của một người đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ có thể thay đổi những nghiệp này không phải không thể thay đổi vì sao vậy vì tất cả pháp đều không phải định pháp và cũng không có định pháp để nói có định Pháp sẽ không khí cơ Vì ý niệm của mỗi người Trong từng sát na sát na Đều không ổn định Đức Phật thuyết Pháp phải khí cơ Phải khí cơ hiện tại của quý vị Không phải quá khứ Không phải vị lai mà hiện tại Như vậy mới thật sự được lợi ích Tôi theo Đại sư chuyên gia ba năm Một tuần gặp một lần Rất nhiều khái niệm Đều là nhờ Đại sư đặt nền tảng cho tôi Nhân duyên này vô cùng khó được Chúng tôi đọc kinh đọc một tuần, tất cả vấn đề đều đến thỉnh giáo ngài, ngài rất tận tình dạy đáp cho tôi. suốt đời đại sư ngôn ngữ đơn giản văn tắt không rườm rà, không nói lời vô nghĩa. Thật sự được lợi ích Bởi thế chúng ta thì chư vị Bồ Tát Đều cầu pháp môn di diệu này Đều là nghị định Có cách nào đơn giản nhất Dễ dàng nhất Có hiệu quả nhất Nếu chúng ta đạt được Trong đời này không phải đã thành tựu rồi sao Tôn trọng lắng nghe Tính thọ phụng hành Đều sanh cực lạc Họ gặp được rồi chăng? Gặp được Chính là gặp được bộ kinh này Chính là gặp được Pháp môn trì danh niệm Phật này Tôi theo học với Đại sư chương gia ba năm Đại sư không dạy tôi Niệm Phật A-di-đà Không dạy tôi tu tịnh độ Ngài dạy tôi niệm sáu chữ Đại Minh Chủ. Đây là phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm Nền tảng giáo của Tây Tạng lạy Bồ Tát Quán Thế Âm Vô cùng hưng thịnh Đại sư dạy tôi Thường niệm Sáu chữ Đại Minh Chú Tôi thịnh giáo Đại sư Chú này nghĩa là gì? Ngài giảng cho tôi nghe Học chú Đây là điều tất yếu Vì sao vậy? Vì thần chú là chú trọng tam mật tương ưng chú ngữ là mật ngữ ta mật này là thân khẩu ý miệng niệm chú tâm phải quán tưởng tay phải bạc ẩn tay là thân mật nên không thể không hiểu ý nghĩa của thần chú Đại sư giải thích cho tôi về Câu án Mani Bác Di Hồng Hình như là đọc như vậy Án như là gì? Là thân thể Trong thân bao gồm thân và khẩu mani là hoa sen điều này trong kinh có phiên dịch dịch là mani mani chính là hoa sen bác di là duy trì hồng là ý thân khẩu ý thân và khẩu hợp lại một nơi án mani bác di hồng dịch thành tiếng trung hoa là thân hoa sen duy trì ý Đây là ngữ pháp của tạng văn Tạng văn là tiếng phạn Biến đổi qua Chúng ta nói ngữ pháp nước ngoài Còn ngữ pháp của chúng ta là nói Giữ gìn thân khẩu ý Giống như hoa sen vậy Chính là ý này Hoa sen mọc lên trong bùn Mà không ô nhiễm Dùng bồn dơ tượng trưng cho Pháp ô nhiễm Tất cả không thanh tịnh Là lục đạo Vì sao chúng ta biết tượng trưng đó là lục đạo Nước Cộng hoa sen nó phải thông qua nước Hoa nở trên mặt nước Nước tượng trưng sự thanh tịnh Thanh tịnh là gì? Là tự thành pháp giới Thanh văn duyên giá Bồ Tát Phật Cõi tịnh của Phật Thích Ca Lục đạo là cõi ủy của Phật Thích Ca Là nhiễm ô Hoa nở ở trên Nhiễm tịnh đều không nhiễm Chú ngữ này có nghĩa là như vậy Thường thường giữ thân ngự ý Giống như hoa sen Nhiễm tịnh đều không nhiễm Ý này quá hay Rất nhiều người niệm từ sáng đến tối Quý vị hỏi họ có ý nghĩa gì Không biết Không biết có được lợi ích chăng Không thể nói không được lợi ích Rất khó Vì sao vậy Vì họ không hiểu phải tu như thế nào Nếu thật sự dùng câu chú ngữ này Hiện đoạn tận Tất cả những tạp niệm vọng tưởng của chính mình Như vậy mới thật sự có lợi ích Điều này ngày nay đến khoa học cũng hiểu được Ý niệm Ý niệm phải truyền chủ Trong kinh Đức Phật nói Đây là cương lĩnh chung Chế tâm nhất sự. Vô sự bất biện Chúng ta đặt tâm vào một chỗ Chuyên chú vào một nơi Sẽ được định Sẽ khai trí tuệ Nên không hiểu câu chú ngữ này Cũng không sao Chỉ cần thật tâm niệm Phật Đặt tâm mình vào đó Không có chút ta niệm nào Hiệu quả giống như niệm Phật A-di-đà vậy Tôi niệm chú này được định Khai ngộ Tôi lại gặp được Pháp môn tịnh độ Niệm Phật a di đà Điện thế giới cực lạc có được chăng? Được Tam bối giảng sanh Đoạn sau cùng Chính là nói cho những người này Họ không phải tu tịnh độ Mà tu theo các Pháp Đại Thừa khác Khi tu đến trình độ này Đem công đức này Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Chắc chắn được giảng sanh Nguyên nhân chính để giảng sanh tịnh độ Là tâm tịnh tức quải Phật tịnh Họ có thể dùng phương pháp này để tu học Và niệm đạt định tâm thanh tịnh Chúng ta hiểu được ý trong chú ngữ này Như vậy thì Không giống nhau Chúng ta có thể quán tưởng Niệm đến câu này liền nghĩ đến Thân tâm thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần Quý vị sẽ nghĩ đến Quán tưởng vô cùng quan trọng Chúng ta lấy Phật Lấy dĩ Phật nào Phải nghĩ đến vị Phật đó Nếu chúng ta hồi hướng cho một người Hồi hướng cho quỷ thân Hồi hướng cho ai Quý vị phải nghĩ đến người đó Họ mới thật sự đạt được Nếu quý vị chỉ hồi hướng xuông Mà không nghĩ đến họ Họ không đạt được Quán tưởng là gì? Ý niệm Ý niệm quá quan trọng trong tâm có quán tưởng không có hình thức họ đều được lợi ích Trong ảnh trần hồi ức lục Khi Pháp Sư Đàm Hư Trước khi xuất gia Họ cùng nhau học Phật Ngày có một người bạn tốt là cư sĩ Lưu Sau đó cũng xuất gia Vì cư sĩ này quả là khó được Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Ông ta chuyên tụng kinh lăng nghiêm Tụng suốt 8 năm Ngày ngày tụng Tụng kinh lăng nghiêm suốt 8 năm như vậy Có được chút công phu Công phu gì Tâm địa thanh tịnh Tạp niệm ít dần Bản thân trái chủ của ông Đến nhờ ông siêu độ Đó là lúc ông chưa xuất gia Mấy người cùng nhau mở một tiệm thuộc bạc Vào buổi trưa không có việc gì làm không có khách Ngồi ngủ gục trên quầy Ông liền thấy hai người đi vào tiền Trên thực tế ông đang nằm mộng Hai người này là người quen Khi họ đến trong lòng ông rất sợ hãi Vì sao vậy? Hai người này vì tranh chấp tiền tài nên đã cùng ông Lưu kiện lên tòa Tòa xử ông Lưu thắng Hai người này tự tử chết Ông Lưu cũng rất hối hận Đáng lẽ không nên vì chút việc này khiến người khác mất mạng Bởi thì trong lòng rất bất an Bây giờ thấy hai người này đến Biết họ đã chết đây không phải người mà là quỷ là đến gây phiền phức nhưng thấy thái độ của họ rất ôn hòa đi đến trước mặt ông liền quỳ xuống ông liền hỏi họ hai người đến để làm gì có việc gì, gì chăng họ nói cầu siêu độ tâm ông liền đến lại biết rằng họ không đến gây phiền phức mà để cầu siêu độ ông nói được dùng phương pháp gì để siêu độ chỉ cần ông đồng ý là được được tôi đồng ý với quý vị Thì hai hồn quỷ này Bước lên trên đầu gối ông ta Bước lên vai rồi bay lên trời Sau đó lại đến một người nữ và một đứa bé Nhìn lại là vợ trước của ông Dẫn theo đứa con nhỏ của ông Họ đều đã chết Khi thấy hai người họ đến cũng hỏi họ bà đến để làm gì Cầu siêu độ Phương thức giống nhau Chỉ cần ông đồng ý Được tôi đồng ý Giống như hai hồn quỷ ở trước vậy Đạp lên chân ông Bước tiếp lên da và bay lên trời Không có hình thức gì cả Là ý niệm Ý niệm gì Công phu mà ông đọc Kim lăng nghiêm nếu không có công phu tụng kinh lăng nghiêm suốt 8 năm Thì làm gì có năng lực siêu độ họ Phật à, Á Di Đà dựa vào điều gì để giá trị chúng ta Công phu của 48 nguyện và năm kiếp tu hành khi còn ở nhân địa Sức mạnh đó lớn biết bao nhiêu Ông Lưu mới đọc Kinh Lăng Nghiêm được 8 năm Đã có được năng lực này Nếu không có năng lực này dùng cái gì để hồi hướng để siêu độ người khác phải có sức mạnh mới được bởi vậy làm nhiều việc siêu độ nếu bản thân không có đức không có hạnh chẳng những không siêu độ được sợ so rằng siêu độ những hồn quỷ đó đều đến gây phiền phức cho quý vị quý vị trêu đùa họ tìm họ đến mà không siêu độ họ có được chút lợi ích gì đại khái là khi thí thực mời họ ăn bữa cơm ngoài điều này ra họ không có chút lợi ích nào như vậy không tu hành làm sao được không nghe pháp làm sao được Vì vậy ở đây Đối với pháp môn di diệu này Pháp môn di diệu này chính là kinh vô lượng thọ Chính là nội bộ kinh này Tôn trọng lắng nghe Sau đó Tính thọ phụng hành Nghe phải tôn trọng không tôn trọng Nghe không lọt tay Vậy là nghe mà không nghe Thấy mà không thấy Vì sao vậy? Vì không có tâm Ngày nay chúng ta gọi là chú ý Ý chính là ý niệm Chú là gì? Đưa ý niệm chú vào một nơi Như vậy mới nghe hiểu được Mới nghe minh bạch được Còn ý niệm không tồn tại Thường nói quý vị không thấy. tập trung tư tưởng Như vậy làm sao nghe được gì à, kể Đây kể chính là Tổ sư Ấn Quang nói Một phần thành kính, kính Được một phần lợi ích Sứ Mười phần thành kính, 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 kính Được mười phần lợi ích Quý vị không có tâm cùng kính Đây là tôn kính. kính Không có tâm tôn, tôn kính Không à, xem trọng vấn đề này khinh thị nó, coi thường nó, đến nghe thử xem, lúc cuộc quý vị làm trò gì, quý vị đến nghe như vậy có khác gì với không nghe đâu. Bây giờ chúng ta biết Phật giáo thừa truyền khó khăn nhất là đến đâu để tìm một người biết tôn trọng Phật pháp. Biết tôn trọng kinh điển. Biết tôn trọng thầy tổ không tìm thấy. Không có điều kiện này họ sẽ không có tư cách thừa truyền. Muốn đến tiếp nhận truyền pháp đây là điều kiện cần phải đầy đủ điều này rất khó thật sự gặp được nhất định phải cố gắng dung bồi sau khi nghe rồi phải quan sát xem họ có thật sự cung kính chăng Thật sự có tâm thành kinh Họ sẽ tính thọ phụ hành Khi nghe rất cùng kinh Kính cẩn lệ phép Sau lưng họ bằng mặt không bằng lòng Họ hoàn toàn không làm được Đó là giả Hãy quan sát tỉ mỉ xem Có tin thật chăng Có tiếp thu thật chăng Tinh thật tiếp thu thật Họ sẽ thực hành trong cuộc sống hàng ngày Sẽ làm được Sử sự, đối nhân tiếp vật Chắc chắn không như trước đây Quan niệm mê hoặc điên đạo Bởi thì có tám chữ này Tôn trọng lắng nghe Tính thọ phụng hành Họ chắc chắn giảng sanh về thị giới cực lạc Tức là đều sanh cực lạc Điều này chúng ta cần phải học Thứ hai Nói về hướng phản diện Có nhiều Bồ Tát Muốn nghe kinh này mà không thể được Không đủ nhân duyên Rất nhiều Bồ Tát thật sự muốn nghe được bộ kinh này đã được phương pháp này Nhưng không có duyên À, thật ra nhân duyên ở ngày trước mặt thầy phương dạy riêng mình trong... tôi thầy Thương có dạy riêng cho người khác chăng nhất định có chỉ cần quý vị có thành tâm à, người Quốc. xưa nói hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng chính là tôn sư trọng đạo nếu thật sự có tôn sư trọng đạo thầy sẽ đặc biệt dạy quý vị người xưa nói bất hiếu có ba vô hậu lớn nhất đời người ở thế gian thế nào là đại sự Đời này truyền qua đời khác là đại sự Không truyền được là xong Bị đoán tuổi Đời trước truyền cho tôi Tôi truyền lại cho đời sau Đời sau lại truyền tiếp cho đời sau nữa Cứ truyền mãi mãi như vậy Đây là việc lớn nhất Không có gì lớn hơn điều này Gặp được truyền nhân mà không truyền Tội lỗi này vô cùng lớn Không gặp truyền cũng vô dụng Vì họ không chịu làm Bởi vậy gặp được nhất định phải truyền Nếu quý vị gặp được có thể không truyền chăng Quý vị có thể không yêu thương họ chăng Có thể không giúp họ chăng Bởi thế thầy Phương không phải chỉ quan trọng mình tôi Tôi là người bình thường không khác gì những người khác Chỉ là tâm tôn sư trọng đạo khác nhau Thái độ tín thọ phụng hành khác nhau Đại sư chương gia chẳng phải không như vậy Đặc biệt thương yêu người trẻ tuổi như chúng tôi Một tuần không đến Ngày liền dậy Phó quan gọi điện cho tôi Phải chăng đang bệnh sao lại không đến Sự quan tâm đó khiến ta thấy hổ thẹn Không thể không đi Vì sao vậy? Vì thầy thường nhớ đến mình Sao mình có thể không đi? Cha mẹ đối với con cái Thầy tổ đối với học trò Đều hy vọng họ có thể truyền thừa đạo chính thống Thừa truyền gia nghiệp Ngày xưa gia có gia quy Có gia quy Có gia học Có gia nghiệp không phải con cái nhiều Con cái nhiều mà một người truyền thừa cũng không có Đó vẫn là bất hiếu Vẫn là vô hậu lớn nhất Hậu không phải là con cái nhiều Là trong số con cái không có ai có thể kế thừa Kế thừa đạo chính thống Kế thừa học thuộc đều phải dựa vào cha mẹ cố gắng dung bồi. Hiện đứa bé này từ nhỏ trong tâm đã có khái niệm hiểu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, phải có khái niệm này. Có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không thể được, không có nhân duyên. Nhân duyên vẫn là do mình. Bản thân thật sự chịu học tức là có duyên. Bản thân không chịu học là không có duyên. Hiếu học Cần phải tình tận Cần phải y giáo phụng hành Như vậy mới có hiệu quả Trong phẩm sau lại nói Phẩm sau chính là phẩm 44 Có muôn ước Bồ Tát vì không nghe kinh này Mà thói chuyện đối với đạo vô thượng Bồ Đề Là từ phản diện để khuyên tính tâm kiên cố Bên dưới chúng ta thấy Vì không nghe kinh này Không nghe kinh này là gì Ta không thể chứng được Bất thoái chuyển ngay trong đời này nói cách khác không giảng sanh thì giới cực lạc ta sẽ không thoát khỏi luân hồi lục đạo không thoát khỏi luân hồi lục đạo khi đầu thai chuyện thì quên hết những gì của đời trước lập tức liền thoái chuyện thoái chuyện rất nhanh đây là điều chắc chắn Điều này chúng ta biết Nên Đây là từ phản diện Khuyên mọi người Kiên định tín nguyện Sau cùng tổng kết toàn phẩm Từ bi phó chúc Nên nói Thế nên các con Nên cầu pháp này Đây là câu sau cùng Khẩn thiết biết bao Vì những nhân duyên như thế Mọi người Nhất định Phải cầu pháp môn này siêng năng học tập Y giáo phụng hành Đây có nghĩa là cầu Chúng ta xem tiếp bên dưới Thọ Bồ Đề Ký Đệ Tứ Thập Tứ chú giải của hoàng niệm tổ đưa ra vô lượng thọ kinh khoa phán của đại sư từ châu chùa tỉnh liên bắc kinh vô lượng thọ kinh khoa phán của pháp sư từ châu lần đầu tiên tôi gặp quang niệm tổ tại bắc kinh ông đã tặng phần khoa phán này cho tôi là bản in đầu chúng tôi cũng tìm trên nhiều phương diện tìm được Bản hội tập đầu tiên Của Hạ Liên Cư Bây giờ chúng tôi đã in được Một ngàn cuốn Lưu lại làm kỷ niệm Trước bản này Có khoa phán Của Đại sư Từ Châu Bản này hội tập sớm nhất dùng ba năm đầu tiên chính là bản thảo đầu tiên của ông là dùng bản của Ngụy Mạc Thâm làm cơ sở đem bản của Ngụy Mặt Thâm làm hiệu đến bổ sung thêm một số nơi tất cả là ba mươi bảy phẩm có thể lúc đó ông nghĩ đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo nên chia toàn kinh thành ba mươi bảy phẩm nên khoa phán của đại sư từ châu là ba mươi bảy phẩm khoa phán 以后感到的时候这个 về sau cảm thấy hiểu đến này Vẫn chưa đủ Vẫn chưa vừa lòng Nên đã làm lại bạn hội tập khác Chính là bản hiện tại chúng ta đang dùng Đem toàn bộ kinh phân thành 48 phẩm 48 nguyện của Phật A-di-đà Dùng điều này để phân thành 48 phẩm Kinh này trước đây Tôi đã làm khoa phán Rất tương tận Chúng tôi có lưu thông khoa hội Khoa phán của tôi Tư liệu chủ yếu nhất Vẫn là tham khảo 37 phẩm khoa phán Của Đại sư Từ Châu lần này chúng tôi giảng xong đại kinh giải diễn nghiện tôi muốn giảng lần thứ hai lần thứ hai vẫn dùng chú giải của hoàng niệm tổ dùng toàn bộ chú giải của ông nhưng tương đoạn không theo cách phân của ông Chúng ta phân kỹ lưỡng hơn Sau đó Dùng chú giải này Chú vào sau Kinh Văn Là một bạn khóa hội Khóa hội của chú giải Khi chúng ta đọc Sẽ thấy nổi bật hơn dễ hiểu, rõ ràng. Vậy lần này hay hơn lần trước. Chúng ta cũng dùng thời gian một năm để học tập khoa dạy. Thêm vào khoa phán, nghĩa là khoa phán và chú dạy. Nội dung phẩm này là Quyên Pháp Sư Bất Thoại Được Thọ Ký Ý này nói Có thể diễn thuyết bản kinh này Tiếng và hành không thoái chuyện Quý vị tin thật thật sự y theo lý luận phương pháp trong kinh điển này để tu hành tức được thọ ký dùng điều này để khuyên pháp sư giảng kinh và thánh chúng Cách nói này của Đại sư Từ Châu Nói rất hay Khí hợp tôn chỉ của Kinh Đối với tôn chỉ của Kinh này Phù hợp không trái Ở trong phẩm văn này Đầu tiên Nói rõ lợi ích của thuyết pháp Đoạn giữa Nói rõ nói chuyển vì không nghe pháp lại khuyên vì người diễn thuyết Đoạn sau thọ ký đạo Bồ Đề Bây giờ mời xem Kinh Văn Nhược ư lai thế Nại chi chánh pháp vật. diệt thời Đương hữu chúng sanh Thực chư thiện bổn Dĩ tăng cúng dường Vô lượng chư Phật Do bị như lai Gia oai lực cố Năng đắc như thị Quảng đại pháp môn Giúp thủ thọ trì Đưa hoạch quảng đại Nhất thiết trí trí Ư bị pháp trung Quảng đại thắng giải Hoạch đại quan hỷ Quản di tha thúy thường là tu hành Chư thiện nam tử cập thiện nữ nhân Năng ư thị pháp Nhược dĩ cầu hiển cầu Đương cầu giả Giai đắc thiện lợi Nhớ đẳng ưng đương An trú vô nghi Chúng chư thiện bổn Chú thường tu tập Sử vô nghi trệ bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo thành tựu lao ngục đoạn này của quan niệm lão trong khoa phán tôi phân nó thành bốn đoạn nên phân rất tỉ mỉ mỗi đoạn đều rất rõ ràng Mỗi đoạn đều có tiêu đề nhỏ Gọi là khoa đề Hiện nay có một vài đồng học Đang giúp tôi làm bạn khoa chú này Chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Tổ Chánh Pháp Diệt Thời Nhất Thời Phật Hoa Đức Thế Tôn Suốt 49 năm giảng kinh dạy học Giáo hóa chúng sanh Pháp dẫn của Ngài Có chánh Pháp Tưởng Pháp, Mạc Pháp Ba thời kỳ Trải qua ba thời kỳ này Bên dưới dẫn chứng Pháp qua nghĩa sứ của Đại sư Gia Tường Đây là chú giải Kinh Pháp Hoa Trong đó nói đến vấn đề này Tuy Đức Phật không còn ở thế gian Ngài đã diệt độ Pháp dẫn của Phật bắt đầu từ khi Ngài diệt độ Một thời Phật giáo quá Trải qua Ba thời kỳ chánh Pháp, tượng Pháp Và mạc Pháp phật quy diệt độ pháp nghi không thay đổi gọi là thời kỳ chánh pháp thời, thời gian phật diệt độ chưa xa những quy củ dạy học đều còn đều không thay đổi cũng gần giống như phật còn tại thế nên hàng đệ tử đều có thể giữ gìn Đều có thể tuân thủ y giáo phụng hành Đây gọi là thời kỳ chánh pháp Phật diệt độ lâu Thời gian ngày càng lâu Đạo quá ngày càng sai lầm Những phương pháp về đạo Để giáo hóa chúng sanh Có sự thay đổi không giống như thời kỳ chân pháp đây gọi là tượng pháp tuy có thay đổi vẫn được vẫn còn một chút giống gọi là tượng pháp lại chuyển thành không quan trọng gọi là thời kỳ mà pháp sau thời tượng pháp Thực tế ngày càng xa giáo pháp của Phật Hoàn toàn khác nhau Đây gọi là mạt pháp Như vậy mới nói chánh Pháp mới chứng đắc Đã nói cho chúng ta rất cụ thể Tượng Pháp hơi giống Mà Pháp trở thành bé nhỏ bên dưới trong nhân dương kinh sự nói rất rõ ràng nói rõ hơn ở trước có dạy có hành có chứng đạo quả gọi là chánh pháp đi theo phật pháp tu hành tuy phật không tài thị thật sự tri giới tu định đích thực có thể chứng quả a à, là hạng Chứng quả là hàng không nhiều nhưng chứng sơ quả nhị quả nhiều tam quả cũng không ít đây là chánh pháp có tu có chứng tưởng pháp có dạy có hành mà không chứng quả Gọi là tượng Pháp Còn chút tương tự à, Có giảng kinh, kinh Có học thuyết giảng dạ, Có thật sự y giáo phụng hành, hành Nhưng không có chứng quả Đây gọi là tương tự Tương tự tức không phải thuần chân Càng về sau nữa Tuy có giảng dạy Nhưng không hành không chứng Gọi là mạt pháp Hiện nay là gì? Mạc Pháp là vẫn còn vậy Có giảng kinh dạy học Nhưng không có hành, không có chứng Nếu như giảng kinh dạy học đều không có thì sau thời kỳ mạt Pháp sẽ là diệt Pháp Pháp sẽ diệt Không còn nữa Điều này thật đáng sợ Chúng ta đọc đoạn gian này Bản thân chúng ta tự động phát tâm muốn làm đệ tử Phật Làm đệ tử Phật mà khiến Pháp của Phật diệt tận Đức Phật có hy vọng có đệ tử như vậy chăng? Hàng đệ tử này rất nhiều Như vậy là sao? Lúc Đức Thế Tôn tại Thị Ma Dương ba tuần nói với Ngài Nó muốn quỷ diệt Phật Pháp Phật nói với ma ba tuần Pháp của Ngài là chánh Pháp Không, không ai có thể quỷ diệt chánh Pháp Chỉ nghe nói ta Không thăng chánh Không nghe nói ta có thể diệt được chánh Ma Ba Tuần nói Đợi đến thời kỳ mạt Pháp Tôi sẽ để cho ma con ma cháu của tôi đều xuất gia Để diệt Pháp của Ngài Đức Phật nghe như vậy không nói lời nào Chỉ rơi nước mắt Bây giờ chúng ta gặp phải Ngay thời điểm này Chúng ta tận mắt nhìn thấy Không những Phật Pháp sắp diễn giáo chủ đào nhiên ở vatican nói với tôi người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới mỗi năm mỗi ít ông nói nếu tình trạng này kéo dài hai ba mươi năm sau trên thế giới này không còn người tín ngưỡng tôn giáo Các tôn giáo khác cũng ý thức được vấn đề này Lúc đó tôi đề xuất Tôn giáo phải trở về với nền giáo dục Tuy có dạy giáo Pháp Nhưng không hành, không chứng Chúng ta phải đem nó từ diệt Pháp trở về mạt Pháp Lại từ mạt Pháp trở về đến tượng Pháp từ tượng pháp trở về đến chánh pháp à, cứ như vậy mà suy yếu dần chúng ta, hướng ta hướng. lại nghĩ cách để đưa nó lên à, muốn ngay lúc này làm đến tượng pháp còn chánh pháp thì không làm được ta chỉ có thể nâng lên một đoạn quý vị không thể tiếp tục nâng cao thêm nữa nâng cao thêm nữa là việc của người đời sau Phật Pháp thật sự có thể khôi phục đến tượng Pháp Khôi phục đến chánh Pháp Phải có người thật sự nỗ lực Cần mấy đời Chúng ta nghĩ ít nhất phải trên năm đời Lời này căn cứ vào đâu căn cứ vào thiền tông của tổ sư đạt ma truyền đến trung quốc thiền tông truyền đến trung quốc truyền cho mấy người truyền một người ngài truyền cho một mình ngài huệ khả huệ khả cũng truyền cho một người truyền đến đời thứ sáu Ngũ tổ truyền cho lục tổ Lục tổ mới phát triển thiền tông rộng rãi Truyền cho bốn mươi ba người Bốn mươi ba người này lại tiếp tục Truyền bá rộng ra Truyền ra khắp Trung Quốc Thiền tông khai qua kết trái ở Trung Quốc bởi vì ngày nay quan trọng nhất là thắp lửa tương truyền không được để nó tắt mất một người hai người cũng rất đáng quý như vậy thì không đến nỗi đoạn tận một người hai người này chẳng những phải giảng mà còn phải hành tinh tâm chứng quả chính là giảng sanh dễ dàng không khó thiền đại triệt đại ngộ không phải là việc dễ làm quan niệm tổ nói từ đây về sau thiền và mật đều không có người chứng Căng tánh chúng sanh không như xưa Học thiền không thể được định Đừng nói là khai ngộ Định đắc định cũng không được Người học mật cũng không thể tương ứng Họ không làm được tam mật tương ứng Không có người học không học nữa Mặc dù đã học Nhưng một năm giảng được mấy ngày Chỉ làm lấy lệ Không thể kiên trì Nhất định phải kiên trì Không thay đổi Đức Thế Tôn dạy học suốt 49 năm Chưa từng nghe nói Có ngày nào nghỉ Mỗi ngày đều dạy không có lúc nào nghỉ Vui vì điều này không hề mệt mỏi Ngày ngày giảng dạ. Trong hàng đệ tử thật sự y giáo phụng hành chứng quả tu đà hoàng rất nhiều Tha sơ quả Nhĩ quả tứ đà hàm a -na hàm a la hàm người đạt được quả vị tiểu thừa này vô cùng khả quan Người đạt được quả vị Bồ Tát Đại Thừa Cũng không thiếu Đây là chánh pháp Chánh pháp cửu trú Là mục đích của chúng ta Niệm niệm không quên bởi thì có niệm tức sẽ thành Nhưng chắc chắn không phải vào thời đại của chúng ta Cũng không phải ở đời sau Ít nhất phải năm đời nữa Chúng ta phải nỗ lực đặt nền tảng Thật sự gặp được người có duyên Người có duyên trong kinh nói rất hay Họ là người tái sanh khi có chúng sanh trong các hiện căn đã từng cúng dường vô lượng chư Phật đây là người tái sanh không phải người tái sanh thì không làm được đối với năm tháng mà chánh pháp tượng pháp mạc pháp đã trải qua các kinh điển nói không giống nhau Cổ Đức Thường áp dụng Thuyết chánh Pháp 500 năm Tử Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Nhưng cũng có một thuyết nói Chánh Pháp của Phật, Phật. 1.000 năm Tượng Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm Chánh Pháp 500 năm Sau 1.000 năm lại biến thành 500 năm là đại ái đạo xuất gia Di mẫu của Thái tử Trong tăng đoàn có nữ chúng Chánh Pháp giảm mất 500 năm Có thuyết như vậy Nhưng có một thuyết khác nói rằng Sau khi Phật diệt độ một ngàn năm Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Một ngàn năm đó là chánh Pháp Phật Pháp truyền đến Trung Quốc đúng vào thời tượng Pháp Tượng Pháp là thiền tông thành tựu đức phật nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu thời kỳ tượng pháp thiên định thành tựu thời kỳ mạc pháp tịnh độ thành tựu bởi thì phật pháp truyền đến trung quốc là bắt đầu thời tượng pháp là thời chánh pháp vừa mới kết thúc điều này đối với cách nói phật pháp truyền đến trung quốc rất thích hợp Phật pháp truyền đến Trung Quốc đến nay gần 2.000 năm. Năm 67 Công nguyên, Hán Minh đi, phái đặc sứ đi Ngân thỉnh về Trung Quốc. Lúc đó hai vị Pháp sư Ấn Độ là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Bây giờ thuộc vùng đất Tây Dực, Tân Cương Họ đến vùng đất này hoàng dương Phật Pháp Đặc phái viên của nhà Hán đã gặp được họ ở đây gặp được nên mời họ đến trung quốc phật pháp chính thức truyền vào trung quốc họ đem theo kinh sách và tượng phật cùng hai người xuất gia tam bảo chính thức truyền đến trung quốc đến năm 2067 suốt.000 năm gần.000 năm 1.000 năm tượng pháp đã qua đi mua mạng pháp 10.000 năm.000 năm đầu cũng đã qua đi năm nay là năm thứ 38 của một ngàn năm thứ ba Bởi thì chúng ta nói chính xác thì Mà Pháp vẫn còn chín ngàn năm Trong chín ngàn năm này Phật Pháp có bị diệt tận chăng? Chúng ta đều rất quan tâm đến vấn đề này Tôi thiện giáo Đại sư Trương Gia Phật Pháp có diệt tận chăng Ngài nói Đức Phật nói sẽ không sai Ngài không có giọng ngữ Đức Phật nói Thời kỳ mạt Pháp còn 9.000 năm Nhất định Phật Pháp sẽ không bị gì Nhưng Phật Pháp có hưng Có suy Điều này không thể tránh khỏi Trong 9.000 năm Có hưng có suy Hiện nay Phật Pháp đã suy yếu đến tận cùng Hầu như là diệt Pháp Nhưng sẽ được hưng khởi Ai có thể phục ứng Chính như trong bộ kinh này nói Khi có chúng sanh trong các gốc hiện Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Vì được oai lực của Đức Như Lai này giá trị họ sẽ thừa nguyện tái sanh, hiện phật pháp được hưng khởi lại. Phật pháp hưng khởi tuyệt đối không phải nhanh như chúng ta tưởng tượng. vì nguyên khí của xã hội này đã tổn thương quá nặng, gặp thời loạn này địa cầu xảy ra nhiều thảm họa, nguyên khí suy yếu. Phải hồi phục dần dần Giống như người mắc bệnh Sau một cơn bệnh nặng Không thể lập tức lành mạnh Phải cần thời gian điều dưỡng Mới dần hồi phục sức khỏe Đạo lý chúng ta có thể hiểu Vậy thì quan trọng nhất Chúng ta phải tin tấn tu học Gặp được pháp môn này không dễ Những, những gì trong gì? kinh nói đây Những người Nối quỵ mạng Phật Đều là thiện căn Vô cùng sâu dày Quá khứ cúng dường Vô số chư Phật như lai Được Phật Di Đà gia trị Được chư Phật gia trị Lại trở về thế gian Những người nào Phải chăng là cư sĩ Hạ Liên Cư Ông đến để làm gì? Ông đến để giúp chúng ta chỉnh lý kinh điển Đến để, để hội kêu tập kêu cho chúng ta quyển sách hi. Để 9.000 năm thời kỳ mạc Pháp Có thể nương vào bản này mà được độ Phải chăng là hoàng niệm tổ Đúng vậy Ông đến để làm gì? Ông đến để hội tập chú giải Chú giải không phải của Hoàng Niệm Tổ Trong chú giải Có 83 bộ kinh Có 101 bộ luận chú Của các bậc tổ sư còn có chín bộ của các tổ sư đại đức tịnh tông của Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì nên chú giải này là tập chú tập các kinh mà các tổ sư đại đức giải thích về bộ kinh vô lượng thọ này. Tổng cộng có 193 loại là tập chúng hiện nay hai vị này đã ra đi việc này chúng ta phải ganh gia chúng ta chịu biết bao áp lực biết bao gian nan chúng ta cũng phải làm để người đời sau nói theo như thế nào mới có thể đạt được Lợi ích chân thật của Phật Pháp Chắc chắn là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Đạo lý này chúng ta hiểu Nhưng cần phải thể hiện cho người khác thấy Chúng ta hiểu Bản thân không thực hành Dễ khiến người khác hoài nghi Bởi vậy không thể không nỗ lực thực hành Phải làm như thế nào? Ở đây nói rất rõ ràng Chỉ có giảng dạy Không có giảng dạy sẽ biến thành diệt pháp Chúng tôi đã làm suốt 53 năm 53 năm có giảng dạy Cũng có hành không có chứng Hành chưa đủ Chúng ta phải bổ sung việc thực hành Bổ sung bằng cách nào? Giới không có Quy củ cũng không Nên ngày nay tại gia Không làm đụng thập thiện nghiệp đạo Xuất gia không thực hành được sa di luật nghi Đây là không có hành quy có vậy nhưng không có hành Không có chứng Đây gọi là mạc pháp Sao mạc pháp là diệt pháp Vì sao không thực hành được không thể trách người bây giờ Có liên quan đến hoàn cảnh Có liên quan đến lịch sử Người Trung Quốc đã lãng quên giáo quân của cổ Thánh Tiên Hiền Ít nhất phải 200 năm Thời Mãn Thanh Thái hậu từ hy chấp chắn Bà lơ là đối với truyền thống Đối với Phật giáo Có thể nói khởi nhân này Bắt đầu từ bà ta Bà ta không tôn trọng truyền thống Không tôn trọng Phật giáo Quý vị xem Các đời vua của nhà Thanh Đều quy y tam bảo Vị vua nào không tôn trọng Phật giáo Chỉ có bà Bà tự xưng lão Phật gia Để chư Phật Bồ Tát thấp hơn bà Bà là lão Phật gia Quý vị xem như vậy được chăng Trên sau thì dưới vậy Bởi vậy mọi người dần dần có nhẹ Phật giáo Mãn thanh mất nước Đến nay là 100 năm một trăm năm trước đã lơ là Thời gian một trăm năm này bài xích Không áp dụng Phật Pháp nữa à, Truyền thống gian quá xưa cũng không cần Vì đó là phong kiến à, Đó là, đó là các đế dư ngày xưa dùng để gạt người Cho rằng Phật giáo là mê tín <laughs> Người giảng kinh thuyết Pháp quá ít Vô cùng ít ỏi Bởi thì giảng dạy không còn Vấn đề này vô cùng quan trọng Nếu nói đến dạy cũng không Nghĩa là giảng kinh cũng không còn Thì không gọi là mạt pháp Mà gọi là diệt pháp Pháp sẽ diệt Còn có giảng kinh Không có tu hành Không có chứng quả Đấy gọi là mạt pháp Giảng kinh cũng không còn Phật Pháp sẽ gì Đối với thời gian Mà chánh Pháp tưởng Pháp mạt Pháp nói Các kinh nói không giống nhau Các bậc cổ đức tương áp dụng Chánh Pháp 500 năm tượng Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Điều này tôi vừa nói xong Những vấn đề này trước đây Tôi đều thịnh giáo Đại sư Trương Gia Đại sư dạy tôi nhất định phải tin vào những gì Đức Phật nói Đức Phật nói Pháp dẫn của Ngài là 12.000 năm Nhưng theo sự ghi chép trong lịch sử Trung Quốc Năm nay là Sao Phật diệt độ 3.038 năm Không phải hơn 2.500 năm Đó là người nước ngoài nói Là 3.038 năm Trước một đời như Hòa Thượng Hư Dân Pháp Sư Đàm Hư Pháp Sư Đế Nhàn Đều dùng niên đại này Nói cách khác Ở sau còn 9.000 năm Phật Pháp có bị diệt chăng Đại sư chương gia dạy Phải tin vào Đức Phật Phật Pháp không bị diệt Trong 9.000 năm Phật Pháp có hưng, có suy Đây là điều tất yếu Bây giờ chúng ta đã tận mắt chương kiện Suy yếu đến tận cùng Sẽ có người đứng ra phục hưng Phật Pháp Là những ai Là người tái sanh Không phải người bình thường Là những người có đại thiện căn Trong quá khứ Từng cúng dường chư Phật Như Lai Hiện nay được Phật A-di-đà Được chư Phật Bồ-Tát Gia Trì Họ đầu thai đến nhân gian Dần dần đưa Phật Pháp trở lại Hưng thịnh như xưa Nhưng sự hưng thịnh này không phải ở thời đại chúng ta ít nhất là năm đời sau giống như một người bị bệnh sau một cơn bệnh nặng muốn hồi phục sức khỏe phải từ từ phải có một thời gian nghỉ ngơi thế nên ngày nay quan trọng nhất phải chú ý đến nền móng không thể làm nền móng sụp đổ thắp lửa tương truyền một người cũng được Giống như Tổ sư Đạt Ma ở Trung Quốc Chỉ đơn, đơn truyền Một đời chỉ truyền một người Truyền đến lục tổ Mới thật sự phát triển rộng rãi Lục tổ truyền được 43 người 43 người này truyền bá khắp Trung Quốc Bởi thì Phật Pháp phục hương lại Ít nhất phải năm đời không nên cho rằng đời này của chúng ta Và đời sau là có thể phục hưng Không thể Nguyên khí tổn thương quá nặng Không khôi phục nhanh như vậy được Phải lưu ý thắp lửa tương truyền Nếu gặp được những người tái sanh Tinh thật Thật sự buông bỏ có thể chịu đựng gian Chân nan Thật sự trì dự y giáo phụng hành Người như vậy Chúng ta phải toàn tâm toàn lực Bồi đắp cho họ Đào tạo họ Một đời có một người là được Không tệ Có hai ba người là điều rất khó Phải ba bốn đời sau mới nhìn thấy được hiện tượng phục hưng. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới khi chánh pháp gì là chỉ thời tượng pháp và mạt pháp. Trước mắt đúng là thời kỳ mạt pháp. Chúng sanh trong thời này hiện căn không như trước, hiện căn không bằng đời trước. Nhưng trong đó Nhất định vẫn có người Trong đời trước Rộng tu cá công đức Hiện tại Người cúng Phật Niệm Phật Chúng ta thường nghe nói Có hạng người này Chúng ta phải làm gương tốt cho họ phải dẫn đầu làm gương để người khác noi theo cần có tính tâm cần có nguyện tâm nhất tâm nhất ý học tập truyền thống của thánh hiền học tập phật pháp đại thừa học tập như thế nào Bất luận là thị Pháp hay Phật Pháp Chỉ có một đạo lý Trong Tam Tự Kinh nói Đạo dạy học Quý ở chỗ tin chuyên Phật Pháp thường nói Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Điều này quan trọng hơn tất cả Bản thân cần phải đầy đủ những điều kiện Tổ sư Ấn Quang nói là thành kính Chân thành cung kính Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Thành kính biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở chỗ tôn sư trọng đạo Người này bất hiếu cha mẹ Không coi trọng giáo quấn thánh hiền Không coi trọng kinh điển Phật Pháp Họ sẽ chẳng học được gì cả Nếu như hiếu thuận cha mẹ Tôn sư trọng đạo Người này có năng lực làm được Sẽ có năng lực truyền thừa Chúng ta nên đặc biệt dung bồi những người như vậy phải tận lực giúp họ Thành tựu họ Họ là Truyền nhân của truyền thống văn hóa Là truyền nhân của Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta phải biết điều này Đây là Vô lượng vô biên công đức Học Phải chuyên không được tạp không cần nhiều à, mục tiêu thu học phật pháp, pháp là gì là khai trí tuệ khai ngộ không phải nói ta đọc bao nhiêu kinh sách không liên quan nhân giới sanh định nhân định phát tuệ nhất định phải tuân thủ ba thứ lớp của tam vô lậu học sau khi phật pháp truyền đến trung quốc Nho giáo áp dụng phương pháp này Nho giáo cũng áp dụng với định tuệ Đạo giáo cũng áp dụng nó Vậy thì hai ngàn năm nay Ba nhà nho thuyết đạo xuất hiện không biết bao nhiêu cao nhân Đều dùng phương pháp này Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Không phải giả Điểm này chúng ta nên Lãnh hội sâu sắc Phải tinh tấn học tập Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.